Week 2, day 5. What can you remember from this week? What can you remember from this week? Tuần này, các bạn nhớ được cái gì nhỉ? Okay, task 1. Bài đầu tiên, look at the pictures and write the correct words. Hãy nhìn vào các bức hình và viết những từ đúng, có nghĩa là đáp án đúng. Nhìn hình và viết ra đáp án, trên này đã có đáp án sẵn rồi. Chỉ cần viết xuống thôi. Alright. Nhìn hình này, hình này là hình gì? Chữ nào? Ok, chữ nào? Thì sẽ điền xuống dưới. Đây. Đáp án có sẵn, bài này dễ rồi. Task 2. Match the pictures to the correct words. Hãy nối các bức hình với từ đúng. Thế thì đây, ví dụ đây, hình đầu tiên đúng không? Đây là con búp bê, vậy từ búp bê trong tiếng Anh là doll, doll. Tương tự như vậy, những hình này là chữ gì thì mình sẽ nối xuống. Let's match. Hãy nối đi ạ. Let's match. Task 3. Read the words and take the correct pictures. Read the words and take the correct pictures. Read là đọc này, words là đọc từ. À, bài này người ta cho từ sẵn và cho hai hình để mình lựa chọn. Ví dụ, từ đầu tiên, pen. Vậy đâu là hình pen, hình A hay là hình B? Thì đáp án là hình B. Đây là pen, vậy thì mình sẽ tick vào nó. Ok, tick. Mình tick vào đấy, alright. Số 4. Task 4, look at the numbers and fill in the missing letters. Look at the numbers. À, không phải là look at the pictures như bên kia nữa. Mà bây giờ look at là nhìn vào numbers, nhìn vào các con số. And fill in, fill là điền, điền vào. Điền những chữ cái còn missing, còn thiếu vào. Letters, các chữ cái còn thiếu. Number 8, số 8, viết như thế nào đúng không? Cái này là viết lại chữ. Bên này có số rồi, viết lại chữ. Alright, quá đơn giản. Alright, thank you so much. Goodbye.